Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vừa phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin tổ chức chương trình diễn tập ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin trên địa bàn thành phố năm 2021. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa quyết định số 1622 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc và chỉ thị số 60 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng với chủ đề diễn tập khả năng phát hiện, rà soát, xử lý lỗ hổng trên các hệ thống cổng trang thông tin điện tử, ứng dụng web, sử dụng Liferay. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ chuyên trách ứng cứu của các cơ quan địa phương trên địa bàn được rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống sự cố thực tế, kỹ năng phối hợp tác chiến, đồng thời tạo môi trường giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao để đảm bảo an toàn an ninh mạng.